Làm thế nào để biến một căn phòng tắm cực nhỏ chưa đến 2m² trở nên tiện nghi và đầy đủ công năng? Đừng lăn tăn, hãy liên hệ liền cho Enix để được tư vấn ngay combo thiết bị vệ sinh tiết kiệm mà lại đa năng như thế này đây. Nhà mới xây sang xịn thì phòng tắm cũng nên đầu tư chỉn chu một chút, nên cuối tuần rảnh rỗi, vợ chồng chị Nhung đã quyết định ghé sang showroom Enix để sắm sửa lên đồ mới cho hai phòng tắm nhà mình. Combo được anh chị lựa chọn bao gồm bồn cầu V34, bộ tủ lavabo kèm gương đèn LED ST01, sen kê tắm KS và sen tắm TD40. Chị Nhung tâm sự mỏng với mấy anh kỹ thuật, chị ưng đồ của Enix lắm. Chị thấy món nào cũng muốn mua vì sản phẩm nhiều tính năng hiện đại mà còn được miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nhà nữa. Chị ghiền lắm, may mà có chồng chị cản chứ không là chị mua hết. Tâm sự sương sương thế đã được rồi, giờ là lúc các anh kỹ thuật cần vào việc ngay thôi. Gì chứ qua tay Enix thì phòng tắm to nhỏ lớn bé đều được bố trí đúng cách, giúp tiện ích tăng lên gấp đôi mà vẫn đảm bảo không gian rộng rãi và hiện đại nữa. Nhà ai có phòng tắm bé bé như nhà chị Nhung thì tham khảo liền nha. Enix xin cảm ơn gia đình chị Nhung rất nhiều vì đã tin tưởng Enix đồng hành cùng gia đình mình ạ. Muốn nâng cấp phòng tắm sang xịn thì đừng quên gọi liền cho Enix để được giao hàng miễn phí và lắp đặt tận nhà nhé.